Để tưởng nhớ Lê Văn Lẽ khóa 24, bài viết của tác giả Biệt Động Quân Nguyễn Phán. Trong bút ký An Lộc một lần tôi đã đến, một đời để nhớ. Xin mời bà con cô bác mình cùng nghe. Tiểu đoàn tạm đóng quân tại một xưởng làm gỗ khá lớn, nằm bên vệ đường quốc lộ 13. Có lẽ vì chiến cuộc nên bị bỏ hoang. Ngày ngày nằm võng, nhìn xe tảng thương lên xuống mà thấy buồn. Do đó, nếu có thể, hai đứa chúng tôi lang thang quanh thị trấn Bồn Hiêu này để thăm dân cho biết sự tình, và cũng để tạm quên đi chiến trường đang bốc lửa phía trước. Và thật tình cờ, chúng tôi cũng làm quen với một gia đình. Gia đình này còn bám trụ ở đây, theo lời bà chủ nhà, chỉ vì mấy đời đã gắn bó với vùng đất này, ngay từ thời thanh bình của cụ Diệm. Hơn nữa, có một cô gái, HNL, đang là giáo viên của trường tiểu học tại đây. Đây là trường duy nhất tại quận lỵ không di chuyển tạm đến một nơi khác. Cũng trong những ngày ở đây, qua báo chí từ hậu cứ gửi cho, tôi được biết bốn bạn cùng khóa 24, Nguyễn Thanh Long, Thủy quân lục chiến, Nguyễn Dương Dương, Thủy quân lục chiến, Nghiêm Xuân Trường, Nhảy Dù và Ngô Đức Hải, Sư đoàn 3. Cả bốn bạn tôi đã hy sinh tại mặt trận Quảng Trị trong mấy ngày qua. Khóa 24 thực sự được thử lửa. Và chỉ gần một tuần sau khi đến chân thành, chúng tôi được lệnh lên thay trung đoàn để khai thông quốc lộ 13, tiến quân vào An Lộc. Vào ngày 12 tháng 7, trên con suối Tàu Ô này, chiến trận đã cướp đi một người bạn cùng khóa khác, Lê Văn Lẹ. Lẹ đã ngã xuống bên kia con suối Tàu Ô trong một trận đánh cận chiến đẫm máu. Máu của những người lính thuộc tiểu đoàn 30, máu của bạn tôi cùng máu của những người lính phương Bắc đã thật sự hòa tan vào dòng suối cạn Tàu Ô. Như vậy, về tiểu đoàn chỉ hơn một tháng, hai bạn của tôi đã vĩnh viễn về ngủ yên trên ngọn đồi dành cho lính. Chỉ còn lại mình tôi với đêm dài thương nhớ bạn không nguôi và căng mắt nhìn về cuộc chiến càng ngày càng khốc liệt ở phía trước. Tối hôm đó, tôi và Thanh Vân, Trung úy Đoàn Văn Sường, đại đội trưởng, lần đầu tiên nằm đối diện nhau. Trước đó, kẻ ngủ ở hướng Nam, thì người kia nằm ở phương Bắc, vì như anh đã nói, khi từ bệnh viện trở về nhận lại đại đội, dù là đại đội hay tiểu đoàn, trưởng và phó lúc nào cũng phải ở một khoảng cách xa có thể được trong phạm vi đóng quân, để nếu một người đi biển thì người còn lại tiếp tục điều động đơn vị, tránh cảnh trắng mất đầu. Tôi đã đồng ý ngay với đề nghị đó của anh. Mất đi một trong hai người hay cả trưởng phó, đó là điều mà không ai muốn, nhưng chỉ huy là tiên liệu. Tiên liệu cả những tình hình xấu nhất. Nhưng đêm hôm nay, như một ngoại lệ, chúng tôi ở cùng một chỗ, vì anh biết tôi đang đau buồn. Với Tiến, tôi còn kịp vuốt mặt Tiến. Còn Lẹ thì tôi không có thể đến nhìn Lẹ lần cuối. Vì lúc Lẹ trút hơi thở cuối cùng, đại đội của tôi cũng đang đụng. Tôi không được nhìn lồng ngực của Lẹ bị xé tung như Thế Phương. Đại đội trưởng đại đội 3 kể lại, Thế Phương chỉ nói vắn tắt với tôi qua PRC-25. Lẹ hào hùng lắm, Lẹ là hiện thân của võ bị các anh đó. Khi tôi thông báo là lệnh từ tiểu đoàn, đại đội 3 phải tìm cách đưa một trung đội vượt qua suối Tàu Ô để làm đầu cầu cho tiểu đoàn. Vừa nghe tôi nói như thế thì Lẹ đã tình nguyện dẫn trung đội vượt qua suối Tàu Ô để lập đầu cầu cho tiểu đoàn. Lẹ đã hy sinh ngay bên kia bờ suối, trong khi đang thiết lập đầu cầu. Tôi im lặng nghe mà không có một lời, chỉ ẩm ờ vài câu cho qua chuyện. Bởi vì vào lúc đó, trong đầu tôi chỉ có một ý niệm là tôi vừa mất thêm một người bạn, mà không cần biết bạn tôi chết như thế nào, dũng cảm ra sao. 4 năm dùi mài kinh sử, kéo thước tính, luyện tích phân, mài mòn dày sâu trong phòng thí nghiệm nặng, thực tập lãnh đạo chỉ huy, để rồi chỉ trong phút chốc đã trở nên người thiên cổ. Sau này, tôi và Sường có dịp trò chuyện, tôi mới thấy Thế Phương đã có phần đúng khi
khi nói lẹ là hiện thân của Võ Bị. Ngoài phần số sự thiếu kinh nghiệm chiến trường, hai bạn tôi Nguyễn Trọng Tiến và Lê Văn Lẹ đã nằm xuống một phần cũng vì niềm hãnh diện đang chung với cái tự ái của một cùi, như bao lớp đàn anh khác, như những bạn bè khác của tôi. Chính cá nhân tôi, ngoài vấn đề phần số, nếu không có một thời gian ở chung cùng đàn anh Đoàn Văn Sường, học được đôi chiêu công thủ đúng bài bản của anh, thì tôi cũng có thể sống rửa chân theo tiếng và lẹ rồi. Sau này có dịp tôi cũng truyền một số chiêu thức học được từ các đàn anh, từ các đại đội trưởng khác, hay những chiêu thức tự luyện cho hai anh khóa 25 là Cao Văn Hải và Trung Kim, đã được về sống với đại đội của tôi một thời gian. Hải khi về trình diện tiểu đoàn, thì Thủy Tiên ưu ái cho Hải về ở với tôi. Nhưng vào lúc đó, đại đội tôi có Trung úy Lê Công Tâm, đại đội phó, và ba thiếu úy là ba trung đội trưởng, nên chưa có chỗ cho Hải. Sau khi Hải đi học Ranger ở Hoa Kỳ, thì Trung Kim từ trinh sát năm về với tôi. Hơn nữa, cái chết sớm của Tiến và Lẹ làm tôi cũng muốn chăm sóc Hải kỹ hơn, nhất là từng nghe lính tiểu đoàn 30 truyền miệng, tiểu đoàn 30 có hung, mấy ông thiếu úy Đà Lạt mới ra trường về tiểu đoàn dễ bị đứt bóng lắm. Cuộc hành quân bằng đường bộ vào An Lộc nửa chừng bị bỏ dở, lại rút về chân thành, chờ lệnh mới. Như đã viết ở phần trên, thiếu tá Võ Mộng Thủy không chỉ là một tiểu đoàn trưởng xuất sắc của binh chủng, mà còn là hiện thân của những gì được gọi là điểm son về tình nghĩa huynh đệ của những cùi ở chiến trường. Khi Tiến và Lẹ lần lượt ra đi chỉ hơn một tháng ở đơn vị, tôi biết Thủy Tiên buồn và cũng day dứt nhiều. Vì thế, sau khi từ chân thành về Lai Khê, để chuẩn bị nhảy vào An Lộc, tại đây anh gọi tôi lên ăn cơm. Trong bữa cơm thanh đạm đó, ngoài thiếu tá Võ Mộng Thủy và tôi, còn có Thảo Trang và niên trưởng Trần Văn Xuân. Thám báo ba đang nói những chuyện trên trời dưới bể, bất chợt Thủy Tiên nói, Phú Quốc về làm phụ tá ban ba cho chính ba, một thời gian để có thêm kinh nghiệm trước khi ra lại đại đội, y Phú Quốc thế nào? Lúc bây giờ tôi là đại đội phó đại đội 2 cho Trung úy Đoàn Văn Sường, tôi đã đáp ngay mà không suy nghĩ đắn đo. Cảm ơn thiếu tá tiểu đoàn trưởng. Nếu được lựa chọn, tôi vẫn muốn ở lại đại đội. Tôi biết sau hai cái chết của Tiến và Lẹ, thiếu tá sợ cho tôi. Nhưng thưa niên trưởng, đây là lần đầu tiên tôi gọi hai tiếng niên trưởng với thiếu tá Võ Mộng Thủy. Đã chọn binh nghiệp để phục vụ, đã chọn binh chủng mũ nâu, thì tôi vẫn tin sống chết là có số mạng. Hơn nữa, lính sẽ nghĩ gì khi tôi ở đại đội chưa được bao ngày, lại về ban chỉ huy tiểu đoàn? Cho dù Tiến và Lẹ ra đi vội vàng, có để lại trong lòng tôi nhiều buồn thương và trống vắng. Vậy xin Thủy Tiên cho tôi tiếp tục ở lại đại đội. Hơn nữa, hơn một tháng nay, từ ngày Thanh Vân bị thương trở về, tôi đã học được nhiều điều. Tôi muốn được có dịp học hỏi thêm từ những kinh nghiệm trận mạc hay chỉ huy của anh. Cuối cùng, Thủy Tiên cũng đã cho tôi được tội nguyện. Viết những dòng ngắn ngủi này như để tưởng nhớ đến niên trưởng Võ Mộng Thủy đáng kính của tôi. Tôi cũng đã học hỏi nhiều từ các đàn anh khác như các đàn anh Hà Kỳ Danh, Liên đoàn Phó Liên đoàn 5, đàn anh Đinh Trọng Cường, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 33, đàn anh Nguyễn Văn Nam, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 38, và đặc biệt từ Thiếu tá Nguyễn Ngọc Quang, Tiểu đoàn trưởng sau cùng của Tiểu đoàn 30. Tôi đã học từ anh về tấm lòng bao dung. Viết điều này cũng như một lời cảm ơn muộn màng gửi đến đàn anh Nguyễn Ngọc Quang. Tôi cũng đã học hỏi nhiều điều từ các đàn anh khác, từ các đại đội trưởng khác. Tôi còn nhớ, trong trận đánh đầu đời ở đất đỏ, với tư cách xử lý thường vụ đại đội trưởng đại đội 2, tôi thường gọi máy về tiểu đoàn xin ý kiến khi tôi sắp tấn công vào một mục tiêu, hay xin thay đổi hướng tấn công, đem về tạm bình yên. Trung úy Trần Hữu Phương, đại đội trưởng đại đội 3 bẻ cổ PRC-25 nói với tôi, Phú Quốc phải nhớ một điều, đăng khi lâm trận, dù chỉ là đại đội trưởng, chúng ta cần phải áp dụng câu tiền trảm hậu tấu, vì nếu không sẽ đánh mất cơ hội chiến thắng, hay sẽ đưa đơn vị vào chỗ nguy khốn.
Đó là bài học đầu tiên mà tôi học được từ một đại đội trưởng. Và cũng nhờ đó, qua hơn 3 năm có mặt ở đơn vị, tôi cũng đã đóng góp được một chút gì, kể cả góp máu trong cuộc chiến bảo vệ tự do cho miền Nam. Chúng tôi đã chiến đấu đến tàn cuộc chiến để cảm nhận trọn vẹn cái đau đớn tột cùng, cái bi hận không bao giờ nguôi của người lính thua cuộc theo lệnh. Trong những ngày tại thị trấn Buồng Hiêu Chân Thành, tôi cảm nhận trọn vẹn tình nghĩa quân dân. Phải chăng, trong cái mong manh giữa sống chết, trỗi mây, lòng người mở rộng cho nhau hơn. Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa quên buổi chiều tối hôm đó, từ mặt trận trở về quận lỵ Chân Thành. Sau khi đóng quân xong, tôi vội ghé thăm gia đình mà tôi và lẹ đã quen. Khi nhìn thấy tôi đánh một mình, với khuôn mặt không vui, như đoán trước được điều bất hạnh, cả gia đình cùng dồn dập hỏi tôi: "Anh Lẹ đâu?" Những lo âu hiện rõ trên khuôn mặt của những người trong gia đình này, nhất là từ người dì tên HL và cô cháu Việt Tâm. Khi nghe tôi báo tin buồn là Lẹ đã hy sinh tại suối Tàu Âu, cả nhà hòa khóc. Họ khóc như vừa nghe tin người thân yêu của mình vừa mới qua đời. Cho dù tôi và Lẹ quen biết gia đình này, đến thăm chơi cũng chỉ có trong đôi ngày, rồi đi. Khi quen gia đình này, tôi quen HL, còn Lẹ thì làm quen với cô cháu gái, Việt Tâm. Có một lần, từ gia đình này trở về tiểu đoàn, tôi nói đùa với Lẹ: "Ê, dù cùng quá, mày tao mi tớ, nhưng rồi có lúc biết đâu mày sẽ gọi tao bằng Dượng." Cả hai cùng cười, Lẹ vốn ít nói, dân miệt Gò Công hiền hòa như cục đất miền Nam. Trong trường, 2 năm sau cùng, Lẹ ở đại đội E và tôi ở đại đội F. Liên đội này thường đi học chung văn hóa lẫn quân sự. Chưa bao giờ tôi thấy Lẹ giận hay cự nữ bạn bè. Ngay cả chuyện làm quen hai dì cháu nhà kia, âu cũng là định mệnh. Khi đang lang thang, tôi và Lẹ thấy có hai cô gái đang vắt những cây khoai mì từ rẫy gần đó về nhà. Chúng tôi chặn đường gợi ý để chúng tôi vác hộ cho. Tưởng nói chơi mà các cô trao thiệt. Cô HL mau mắn trao bó khoai mì cho tôi ngay. Và cô cháu thì ngần ngại một lúc rồi cũng trao cho bạn tôi. Chuyện khởi đầu quen nhau nó giản dị như thế đó. Không lãng mạn, không thư tình xanh hồng qua lại. Cho đến bây giờ tôi vẫn thấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Việt Tâm. Đêm đó, trên chiếc võng, tôi thao thức mãi với thuốc lá, cà phê thâu đêm. Tôi nghĩ về Tiến, về Lẹ, về cô bé mang tên trái tim Việt Nam, Việt Tâm. Mới ở tuổi mộng mơ của trăng 16, mà lại nhỏ những giọt nước mắt cho mối tình chợt đến và vội vã ly tan. Tình yêu vừa thoáng hôm qua mà nay đã xa thật rồi. Ôi chiến tranh, chỉ trong một tháng, chiến tranh đã cướp đi hai người bạn cùng khóa, cùng đơn vị. Và cũng trong cái nóng cùng cực của mùa hè đỏ lửa trên khắp 4 vùng chiến thuật, nhiều bạn bè khóa 24 đã nằm xuống. Mấy ngày nào, thời gian chưa đủ quên đi cái xe lạnh, cái mù sương, màu hoa mimosa của Đà Lạt, mà nhiều bạn tôi đã ăn giấc ngàn thu, nhất là trên 3 chiến trường lớn, Trị Thiên, Công Tâm và Bình Long, An Lộc. Còn Đau Hỡi Ánh, sư đoàn 21, hy sinh trên quốc lộ 13, Phước Minh, sư đoàn 5, chiến trường Phượng, Nhảy Dù, Dương, Tá, Luyến, Can, Thủy Quân Lục Chiến, Tiến Lẹ, 30 biệt động quân, Hải, sư đoàn 3. Vào khoảng tháng 9, 1972, khi tôi quay về thủ đô thì Nguyễn Kim Khánh, người bạn cùng khóa cho tôi đọc danh sách các khóa 24, đã vị quốc vong thân. Tôi cảm thấy ngẹn ngào đến độ nuốt không trôi những món ngon mà TH, người vợ mới cưới của Khánh, đã đích thân nấu để đãi tôi, vì tôi đã không có mặt trong ngày cưới của hai người, như tôi đã từng hứa trước đó. Chỉ trong một mùa hè đỏ lửa đã cướp đi hơn 1/5 các bạn cùng khóa của chúng tôi. Nếu nói Lai Khê là thành phố của lính chắc không có gì sai. Nơi đây không có chỗ cho mộng mơ. Nơi đây mọc lên rất nhiều quán nhậu đủ kiểu, quán cà phê với nhiều sắc thái khác nhau, cùng nhiều thể loại nhạc từ Lính Mà Em 100% đến Thiên Thai Suối Mơ, Đôi Mắt Người Sơn Tây. Hàng quán hầu như lúc nào cũng đầy ắp khách với đủ các sắc lính.
Mới hơn 3 tháng mà tôi đã nhập vào vai người lính trận tự lúc nào cũng không biết. Dì Sâu cũng bết bùn đất hành quân, áo chiến cũng bạc màu sương gió, vương đầy bụi đất hành quân. Hình ảnh anh lính quý tộc ngày nào trên ngọn đồi một năm yên bình, bỗng chốc trở thành xa lạ với chính mình. 3 tháng chinh chiến ngược xuôi dường như cũng đủ để cảm nhận hình ảnh thật của một người lính trận. Và trong những tháng ngày này, trong đêm nay, tôi cảm nhận thật trọn vẹn những câu thơ rất thời chiến, rất lính của Trần Hoài Thư. Đêm đi kích, ngày nhâm nhi rượu đế, uống để say quên hẳn tháng ngày. Bên bàn rượu mỗi ngày một vắng, thương bạn bè chưa uống đã say. Khi vào lính nói năng nhăm nhở, nói yêu ai cũng nghĩ đến cái giường. Bởi lẽ sau mỗi trận đánh, sau một lần hành quân, sau mỗi chiến dịch lại mất đi một số đồng đội cũ. Lễ khao quân mừng chiến thắng tại Phước Tuy, chúng tôi còn đủ 3 đứa. Từ Xuyên Mộc lên Chân Thành, trong bữa ăn chung của tiểu đoàn, chúng tôi thiếu tiếng. Nhớ đêm đó, tôi và Lẹ uống say như chưa từng say, vì 2 đứa chúng tôi luôn phiên uống thay phần rượu của Tiến. Người tiểu đoàn trưởng cũng là một đàn anh của chúng tôi, đã gần như ngồi suốt đêm bên cạnh chúng tôi. Do đó khi tỉnh dậy, lòng càng thêm xúc động. Tình anh em thấm đậm biết bao. Và chiều nay tại Lai Khê, tôi uống thay 2 phần rượu của Tiến và Lẹ. Đêm đó lòng tôi buồn bồi bội, cho dù tại nơi đây, vùng đất dành cho lính, tôi đã có những tiết mục dành cho người lính trước khi ra trận. Đêm đó, tại hậu phương Lai Khê, cũng không xa vùng chiến trận, tôi đọc tiếp thơ lính của Nguyễn Bắc Sơn cho em gái của lính nằm nghe. Lỡ may ra trận ta còn sống, về lại Bồng Sơn dạo phố chơi. Nhất là 2 câu thơ của Trần Hoài Thư. Khi vào lính, nói năng nhăm nhở, nói yêu ai cũng nghĩ đến cái giường. Em nghe và cười thỏa thích. Trung tuần tháng 7 năm 72, chúng tôi được trực thăng vận vào An Lộc. Vào lúc này, địch đã bị thiệt hại nặng, không còn đủ sức để mở các đợt tấn công lớn nhằm chiếm lại An Lộc. Tuy nhiên, chiến sự vẫn còn xảy ra tại các làng xã bao quanh, và áp lực địch vẫn còn nặng. Ấp Phú Miên, khu kỹ nghệ Tân Lợi, nhà thờ Tân Lợi, đồi gió, sóc Tân Cui, phi trường Quảng Lợi. Về phía bắc có đồi Đồng Long, vườn Mít, và về phía nam thị xã có khu nhà thương Minh Đức, khu đồng điền cao su Sa Cam, Sa Cát. Tất cả những địa danh trên vòng đai bao quanh thị xã vẫn còn nằm trong tay của địch quân. Khi vào thay đơn vị bạn, nhiệm vụ của chúng tôi thật rõ, chiếm lại các địa danh trên, đặc biệt là nhà máy nước Tân Lợi, cũng như đồi gió, vì đây là những vị trí chiến thuật mà ngày nào còn trong tay của địch quân là ngày đó An Lộc còn bị nguy khốn. Từ trên phi cơ nhìn xuống, cảnh vật thật hoang tàn. Những vùng cao su xanh ngát một màu ngày nào, nay đã được cày xới bởi pháo và bom đạn từ 2 phía. Những vùng đất đỏ đầy những hố bom, đạn pháo, trông giống như những vết rỗ trên những khuôn mặt sau một lần lên đậu mùa. Chúng tôi được lệnh rời nhanh khi máy bay vừa đáp xuống, vì nơi đây là điểm pháo kích của địch. Vừa lao ra khỏi máy bay, tôi lại gặp được một người bạn cùng khóa, Trương Thành Minh, mà ở trong trường vẫn quen gọi là ông Tây nhà đèn. Chỉ kịp bắt tay, chưa kịp thăm hỏi thì bạn tôi thúc giục, cho lính chạy nhanh lên, pháo đến nơi. Tôi ngoái đầu nhìn lại, bạn tôi đã lên máy bay trở lại hậu phương, còn tôi trên đường vào vùng bão lửa. Không ngờ đó là những lời rất ân cần, những lời nói sau cùng mà người bạn cùng khóa đã dành cho tôi. Vì một thời gian sau, tôi được tin Minh đã hy sinh trong một trận đánh đâu đó ở Bình Dương. Quả thật như Minh đã nói, di chuyển hơn vài trăm thước thì đạn pháo kích ập đến. Tôi xô lính đại đội 2 chạy thật nhanh, trong khi đó có một vài chiếc trực thăng bốc cháy. Lúc bấy giờ tôi không nhận biết có còn lính trên các máy bay trực thăng bốc cháy đó hay không. Tình hình thật căng thẳng. Cùng với Thanh Vân, tôi hò hét lính chạy nhanh ra khỏi vùng. Tiếng trên la của những người lính bị thương, tiếng gầm thét của các gunship, tiếng máy bay đổ quân, máy bay đang rời vùng,
hòa lẫn với pháo nổ, đạn bay, đã tạo nên một cảnh tượng hết sức bi hùng của một lần đổ quân tăng viện. Chúng tôi vào An Lộc đã được dàn chào như thế đó. Dù các phi công bay trong đợt chuyển quân này thuộc loại lính cũ, dày dạn về kinh nghiệm đổ quân, nhưng với bãi đáp quá hẹp, trong khi đó pháo địch dày đặc, do đó tổn thất là điều không sao tránh khỏi. Khi ra khỏi vùng pháo của địch, kiểm điểm lại thì trong mấy chiếc trực thăng bị trúng đạn, bị rớt, bị bốc cháy, có một chiếc chở lính đại đội 2 của chúng tôi. Phi cơ bị bốc cháy, hơn một tiểu đội bị thương, bị chết. Trong số đó có trung úy Hồ Anh Đức vừa mới được bổ sung cho đại đội 2 ngay tại phi trường. Tôi chỉ kịp hẹn anh vào An Lộc sẽ nói chuyện. Không ngờ anh hy sinh quá sớm. Anh chỉ ở với đơn vị có vài giờ. Chiến tranh là thế đó. Bình thường các sĩ quan mới ra trường dù Võ Bị, Thủ Đức hay Đồng Đế đều được ở tại Bộ Chỉ huy Tiểu đoàn một thời gian để thực tập và làm quen với đơn vị. Nhưng vào lúc này tiểu đoàn đang thiếu nhiều sĩ quan, nhất là các trung đội trưởng. Do đó vừa về tới Bộ Chỉ huy Tiểu đoàn, chuẩn quý Đức cũng như các tân chuẩn quý về trình diện tiểu đoàn 30 vào hôm đó đều được phân phối về đại đội ngay tại điểm bốc của trực thăng. Trong đợt đổ quân này, cả tiểu đoàn 30 thiệt hại tương đối nhẹ với gần một trung đội đi biển, vài chục bị thương, tử sinh chỉ trong thoáng chốc. Có lẽ chính vì thế mà ở các đơn vị chiến đấu, nói chung, ít thấy những tị hiềm, lọc lừa, giả dối, toan tính hại nhau như các chính khách ở nghị trường. Và sau này khi mất nước trong tù ngục cộng sản, lại một lần nữa cho thấy các người lính tác chiến vẫn còn sống được một cách tương đối ít xa vào chỗ phản bội anh em, đồng đội cũ. Cho dù phải sống trong vòng vây của kẻ thù, cho dù làm kẻ bại trận theo lệnh, nhưng thời gian chưa thể làm quên đi một thời hào hùng chinh chiến cũ của mình, của đồng đội, của màu cờ sắc áo. Tình chiến hữu là một điều có thật. Chính sống chết vẫn có nhau, bao bọc cho nhau trong những giây phút thập tử nhất sinh mà tình đồng đội đã được thăng hoa và trở thành một hình ảnh tiêu biểu đẹp miên viễn. Cho dù đôi lúc người lính ở tiền tuyến nhìn hậu phương không khỏi ngậm ngùi chua xót. Hơn 2 tháng vào An Lộc với 3 liên đoàn biệt động quân cùng với sư đoàn 18, bành đai An Lộc đã được nới rộng ra rất nhiều, nhất là sau khi thiếu tướng Lê Minh Đảo, tư lệnh mặt trận An Lộc ban lệnh phản công toàn diện. Lần lượt các vị trí chiến thuật đã lại trở về với Việt Nam Cộng Hòa, các chốt cứng của địch ở đồi Đồng Long, ấp Phú Miên, đồi Gió, Tân Lợi, Sa Cam, nhà thương Minh Đức đã bị đánh bật ra, súng cối địch đã không còn trót vào thị xã An Lộc nữa. An Lộc đã hồi sinh một phần, tuy nhiên trận đánh xảy ra tại phi trường Quảng Lợi thật khốc liệt. Địch quyết tử thủ, quân ta nhất định phải chiếm lại bằng mọi giá. Tiểu đoàn 30 thiệt hại khá nặng tại chiến trường này. Tiểu đoàn 30 biệt động quân có nhiệm vụ bảo vệ con đường huyết mạch từ nhà thờ Tân Lợi dẫn đến phi trường để giữ cho con đường luôn được an toàn thông suốt cho tiếp tế tản thương. Dường như biết được ý định đó, cộng quân tung một lực lượng cấp trung đoàn Q271 cộng với đại đội trinh sát của công trường 7 vòng về phía sau đánh ngay vào tiểu đoàn 30 trong ý đồ cắt đứt con đường vận chuyển cho chiến trường Quảng Lợi nhằm cô lập lực lượng tấn công của ta hay buộc lực lượng tấn công vào phi trường. Vòng về phía sau đánh ngay vào tiểu đoàn 30 trong ý đồ cắt đứt con đường vận chuyển cho chiến trường Quảng Lợi nhằm cô lập lực lượng tấn công của ta hay buộc lực lượng tấn công vào phi trường là hai tiểu đoàn 33 và tiểu đoàn 38 biệt động quân phải rút lui. Nhưng bên ta, Bộ Chỉ huy Liên đoàn cũng như Thủy Tiên cũng đã biết được ý định của chúng, do đó đã tung ra hết 4 đứa con thân yêu của mình với quyết tâm không để mất một tấc đường vào tay địch nhằm bảo đảm cho chiến dịch. Trận chiến xảy ra liên tục 4 ngày đêm. Địch cố chiếm từng tấc đường, tiểu đoàn 30 quyết không để mất một tấc đất. Có những trận đánh cận chiến, những tiếng la. Mà nay hồi tưởng lại tôi thấy có chút gì đó mang rợ làm sao. Có lúc tưởng như tuyến phòng thủ của hai đại đội 1 và đại đội 3 của tôi bị phá vỡ.
mấy lần bị chọc thủng, nhưng được bít lại bằng chính máu xương của đồng đội. Mấy lần phải nhờ đến máy bay khu trục đánh sát tuyến. Ngoài kinh nghiệm của quân ta, của Hoa Kỳ, còn được thêm máy phi tuần B-52 giữa mưa bom vào phi trường Quảng Lợi và các ngọn đồi chiến thuật quanh đó. Với sự yểm trợ có hiệu quả của phi pháo, với sự điều quân hợp lý và quyết định đúng của các bộ chỉ huy hành quân, tiểu đoàn 30 đã giữ vững được tuyến đường, nhờ đó đã bảo đảm được chiến dịch. Tuy thiệt hại khá nặng, trong đó có cố đại úy Trần Hữu Phương, đại đội trưởng đại đội 3 tiểu đoàn 30, đại đội trưởng ưu tú nhất, xuất sắc nhất của tiểu đoàn 30 vào thời gian đó, Thái Phương đã hy sinh từ những giây phút đầu khi cộng quân mở đợt tấn công. Khi Thái Phương nằm xuống, vào giây phút đó, tôi đang là đại đội phó đại đội 2, được lệnh khẩn của Thủy Tiên sang đảm nhận xử lý thường vụ đại đội trưởng đại đội 3. Tôi đã sống chiến đấu trong thập tử nhất sinh cùng đại đội 3 trong suốt 4 ngày đêm đó. 4 ngày đêm tưởng như đang sống trong hỏa ngục, không có phút nào là không có đạn nổ, pháo vang, và cả 4 ngày đêm, cả thầy trò cùng căng mắt không ngủ. Thượng sĩ Biền thường vụ đại đội cho tôi biết đại đội 3 bước vào vùng hành quân là 114 người. Ngay lúc tôi vừa sang nhận đại đội 3, nhưng sau 4 ngày đêm chiến đấu liên tục, đại đội chỉ còn hơn 40. Còn sống trong cảnh này làm tôi càng vững tin hơn về đời người có số mạng. Chỉ hơn 3 năm tác chiến, tôi cũng đã được vận may cứu mạng nhiều lần. Có một lần trong chiến dịch đánh vào phi trường Quảng Lợi như vừa kể, trong trận chiến giằng co tại rừng cao su gần nhà thờ Tân Lợi, trung sĩ Nguyễn Văn Giòn, tiểu đội trưởng thám báo, đề nghị tôi nhích sang bên cạnh nhường chỗ đứng của tôi cho Giòn, để anh dùng nhánh cây cao su gãy đổ làm điểm tựa cho cây đại liên M60. Nhưng chỉ trong chớp mắt, khi Giòn chưa kịp đưa cây đại liên lên nhánh cây thì lãnh ngay một viên đạn, Giòn ngã người vào tôi. Máu Giòn đã loang ướt cả tấm bản đồ cùng áo trận của tôi. Giòn chết ngay trong vòng tay của tôi. Tôi chẳng tài cán gì hay trốn chạy giỏi để còn được sống, nhưng chính là số phận của tôi vẫn còn, nên tôi còn được sống. Giòn đã chết thay tôi vì Giòn tới xấu và tôi thì chưa, nên khiến xui Giòn đề nghị tôi nhường chỗ đang đứng cho anh. Tôi đã sống và chiến đấu trên vùng đất không có được bình an như tên gọi trong hơn 3 tháng. Hơn 3 tháng đó, chúng tôi sống với gạo sấy, lương khô, thịt hộp, được tiếp tế từ máy bay. Những tuần đầu tiếp tế bằng dù bung, nên không hiệu quả vì có chiếc theo gió quay sang vùng địch chiếm. Cũng thật buồn cười, vào giai đoạn này, không chỉ chúng tôi trông chờ đến ngày tiếp tế, mà có lẽ ngay cả cộng quân cũng mong chờ. Khi có những chiếc dù mang đồ tiếp tế rơi vào vùng của chúng, thì chúng được hưởng trọn. Nên khi máy bay thả dù tiếp tế vào vùng thì ít khi nghe tiếng đạn pháo kích của chúng. Mà đời thuở nào chúng biết được thế nào là lương khô thịt hộp của đế quốc Mỹ nó lại thơm ngon đến như thế. Sau này thả tiếp tế bằng dù lưới, thì chẳng có bung ra bên ngoài vùng đóng quân của ta, hơn nữa vòng đai đã được mở rộng. Vì thiệt hại khá nặng nên tiểu đoàn được bốc về hậu cứ để bổ sung quân số. Tuy nhiên, chưa được một tuần ở hậu cứ, tiểu đoàn lại tiếp tục hành quân giải tỏa các làng ở xã Bình Dương, đã bị cộng quân đánh chiếm. Tiểu đoàn 30 lần lượt giải tỏa các xã Trung An, xã Bến Cỏ, xã Tân Phước Khánh, vùng ven ranh khu chợ Lấy Thiêu, khu trù mật Khánh Vân, trại cùi Bến Sắn. Cộng quân đánh chiếm trại cùi chỉ nhằm mục đích là vơ vét toàn bộ thuốc tây và lương thực của trại này, theo như các sư đã kể cho chúng tôi nghe với nước mắt đầm đìa. Bà mẹ nó mặc gì đến đổi phải vô trại cùi ăn cướp. Hơn 20 năm trôi qua, tôi vẫn không quên những tháng ngày của một thời sống và chiến đấu tại An Lộc Địa, sử ghi chiến tích biệt cách dù vị quốc vong thân. Nơi đây đã thấm ướt bao máu xương của đồng bào, của đồng đội tôi như cố đại úy Trần Hữu Phương, Thái Phương, đại đội trưởng đại đội 3 tiểu đoàn 30, cố thiếu tá Huỳnh Văn Nhật, Minh Nhật, đại đội trưởng đại đội 4 tiểu đoàn 30, cố trung úy Hoàng Duy Minh thay tôi làm đại đội phó đại đội 2 được 2 ngày. Ngoài những vị quốc vong thân đó,
Còn có nhiều những đồng đội của tôi thuộc tiểu đoàn 30 đã ngã xuống cho màu cờ sắc áo, cho quê hương mà tôi không thể liệt kê ra cho hết. Trong số đó còn có thượng sĩ Chung, cố trung sĩ Nhất Duẩn, cố trung sĩ Nhất Mười. Cả ba anh đã lần lượt hy sinh trong khi đang là tiểu đội trưởng thám báo của đại đội 3 tiểu đoàn 30 biệt động quân. Trong thời gian tôi làm đại đội trưởng, làm sao biết hết, viết cho đủ các đồng đội đã chiến đấu và đã ngã xuống để giữ vững bình Long An Lộc. Các anh hùng vĩ quốc vong thân đã mang nhiều màu áo khác nhau, từ biệt cách dù, từ nhảy dù, từ màu áo hoa rừng biệt động đến màu xanh của sư đoàn 5, sư đoàn 18 của các địa phương quân và nghĩa quân thuộc bình Long Anh Dũng. An Lộc, nơi tôi đã đến trong niềm tin và lìa xa trong nước mắt, cho đến khi nào lịch sử sang trang, hoa tự do lại nở trên đường quê hương, chắc chắn những hy sinh của quân dân miền Nam trong trận chiến bảo vệ An Lộc sẽ được viết bằng những nét son trong những trang quân sự của Việt Nam Cộng Hòa, và bốn chữ Bình Long Anh Dũng sẽ được ghi đậm trong sử sách cùng với Quảng Trị kiêu hùng công tâm vùng dậy. Tôi tin như thế, dù ngày tháng có qua đi, dù đã hơn 38 năm rồi, kể từ ngày 30 tháng 4 đen, tôi vẫn tin như thế, và niềm tin đó bất biến trong tôi. Tác giả Biệt Động Quân, Mũ Nâu, Nguyễn Phán, khóa 24. Bài viết đến đây đã chấm dứt. Xin cảm ơn tác giả. Cảm ơn bà con, cô bác đã lắng nghe.